tiếp sự diện của tất cả quý vị đang có mặt tại đây. Và chúng tôi cho rằng với những gì đã, đang và sẽ được diễn ra trong chương trình này, quý vị sẽ không thất vọng khi ra về. Và ngay bây giờ, trước khi đến với những phần chính của chương trình, chúng tôi xin được dành một vài phút để giới thiệu sự diện của nhiều quý vị khách quý đang có mặt tại đây. Xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ. Kính thưa các bạn hàng gần xa, thay mặt cho công ty cổ phần du lịch khách sạn Thăng Long, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đã bớt chút thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi lễ hội rượu vang Tây Ban Nha của Thăng Long Plaza tại Habu Palace ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, đất nước Tây Ban Nha được biết đến với sự mạnh mẽ của những chú bò tót, sự quyến rũ của những điệu nhảy flamenco và sự sôi động của những lễ hội. Và ở đây, rượu vang cũng mang đậm phong cách và những nét đặc trưng của nền đất nước Tây Ban Nha. Chính vì điều đó mà công ty cổ phần du lịch khách sạn Thăng Long đã đưa về Việt Nam dòng sản phẩm nổi tiếng của Tây Ban Nha mà chỉ có tại Thăng Long Plaza. Sự mạnh mẽ, quyến rũ của đất nước Tây Ban Nha được thể hiện một cách tinh tế trong từng sản phẩm rượu vang. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, sau đây cho phép tôi thay mặt cho công ty cổ phần du lịch khách sạn Thăng Long được tuyên bố lễ thử rượu vang Tây Ban Nha nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần du lịch khách sạn Thăng Long chính thức bắt đầu. Hello, good night. Hello everybody. It is a great pleasure to be here tonight with you. But first of all, I would like to say thank you to Mr. Trump and to Mr. Dwayne to invite me to this marvelous night with all of you. Kính chào các quý khách. Lần đầu tiên tôi xin cảm ơn Mr. Tuyến và Mr. Trung đã mời chúng tôi tới đây trong một sự kiện trọng đại như hôm nay. Tonight we are going to drink Spanish wines. Spain is like France or Italy, producing wines for more than 3,000 years. We are called the old world. Our wines are produced so from so long time that we improve our technique. We, after 3,000 years, we really make very good wines in most of the regions of Spain. Rượu vang Tây Ban Nha cũng như là rượu vang của Pháp và Italia là những dòng rượu vang nổi tiếng thế giới. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bởi bởi sắc tộc Roman Empire cách đây khoảng 3.000 năm, và các sản phẩm của chúng tôi cũng được cải tiến và phát triển công nghệ để sản xuất ra các loại rượu vang trong ngày hôm nay và các ngài được thưởng thức. But Spain wine is different than French or Italian wine. The difference basically is because in Spain we have very strong sun, we have very few rain and very poor soils. So this makes the wines from Spain to be full body and very powerful wines. And apart from this, many of them are very high alcohol content. Rượu vang Tây Ban Nha của chúng tôi cũng khác với cả rượu vang của Pháp và Italia, bởi vì cái rượu vang của chúng tôi được đất nước của chúng tôi có cái khí hậu là rất là nắng và ít mưa, và đất thì rất là khô cằn, và các rượu vang của chúng tôi thì là những loại rượu vang thượng hạng với cái nồng độ cồn rất là cao. The wines we are going to drink tonight are Tilenus. Tilenus is from Bierzo region. The logo of the winery is a coin of Roman Empire we found in the vineyards. This wine is made by Mencia grape variety, and we say that Mencia is the most elegant grape variety in Spain. In fact, the experts say that our wines are like Burgundy wines, because Burgundy wines are the most elegant wines in the world. Tối nay các bạn được thưởng thức cái loại rượu vang ở Tilenus đến từ vùng Rizon. Quý khách có thể nhìn thấy trên logo của chai rượu vang có cái đồng xu Roman và đã được tìm kiếm ở trong các cái cánh đồng nho. Đó là cái
dân tộc đầu tiên mà đã sản xuất ra rất nhiều rượu vang cách đây rất là nhiều năm. Và đó là lý do tại sao cái dòng rượu vang Telenus được gọi là Spirit Bookie. Apart from this, the winemakers have many awards and gold medals and big, very big points. Và tất cả các dòng rượu vang đó thì được giải thưởng rất nhiều giải thưởng và rất nhiều giải thưởng. Apart from this, we will taste also tonight Puerto Salinas, who is a wine made by Monastrell grape variety, which is also original grape from Spain, and the wine is also very full body, powerful, and with many awards. Tiếp theo đấy là dòng Petro Salinas đến từ Alice. I would like to talk about the Vietnam market. The Spanish wines now is not very popular, but it's like Italian wines 5 years ago. Nobody knew them, and now they are very popular. The same happened with the Spanish wine in China. In China right now, Spain wine is very popular, and this is because the wines have a great value. But take time to develop Vietnam market. Right now, Spanish people is coming here to Vietnam to promote these wines, and I am pretty sure in less than 5 years we will become as popular as Italian wines or French wines. Come on. Tới mỗi lần nhắc tới Tây Ban Nha thì chúng ta không quên với những đấu trường bò tót, với những trận cầu siêu kinh điển mà với Tây Ban Nha chúng ta thì có đó còn là âm nhạc, còn là những vũ điệu flamenco đầy mê hoặc. Chúng tôi mời quý vị cùng chào đón sự trở lại của vũ đoàn Bella. Mời quý vị cùng thưởng thức. Này thì quý vị đã có một cái nhìn tổng quát hơn về sản phẩm rượu đầu tiên này. Và một lần nữa thì Lâm Phương xin được chia sẻ với tất cả quý vị đó là gì? Là chúng tôi sẽ có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả quý vị. Mua 1 tặng 1 đối với các sản phẩm vang của Tây Ban Nha và hai dòng vang của Pháp là Chateau Cru Mauri và Potet Pumet. Và hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ lựa chọn cho mình những chai rượu vang ưng ý nhất. Ngay bây giờ thưa quý vị, sẽ là một phần mà có lẽ rằng tất cả chúng ta đều mong đợi. Chúng tôi đang muốn nói tới phần bốc thăm may mắn với giải 3 đầu tiên của chúng tôi. Hy vọng rằng quý vị đã bỏ hết những phiếu bốc thăm của mình vào hòm phiếu. Còn ai chưa bỏ lá thăm của mình vào hòm phiếu không ạ? Còn ai không ạ? Nếu như quý vị chưa bỏ thì hãy bỏ thật nhanh vào hòm phiếu. Bởi vì sao? Hòm phiếu của chúng tôi sẽ được niêm phong ngay bây giờ. 5 4 3 2 1. Và như vậy là hòm phiếu của tôi sẽ được niêm phong. Và bây giờ thì xin được chào đón sự trở lại của hòm phiếu. Rồi mời bạn gái xinh đẹp hãy cùng với chúng tôi lên đây. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ có 5 giải 3. Và với 5 giải 3 này chúng tôi xin được mời lên sân khấu Mr. Hiền, Phó Tổng Giám đốc của công ty, sẽ cùng với Lâm Phương giúp chúng tôi bốc thăm để lựa chọn ra 5 lá thăm may mắn nhất giành được giải 3. Và giải 3 là gì? Tiết lộ ngay với tất cả quý vị, đó là một chai Montegra trị giá 390.000 đồng. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Mr. Hiền, Phó Tổng Giám đốc của công ty, sẽ giúp chúng tôi lựa chọn ra 5 giải 3 thưa quý vị. Anh đảo đều lên ạ, thưa anh đảo đều lên ạ, đảo thật đều lên. Và bây giờ thì lựa chọn giúp em 5 giải, 5 lá thăm may mắn. 1 2 3 4
hàng năm. Năm lá thăm của chúng tôi đã có trên tay. Và bây giờ thì nhiệm vụ của Long Phương sẽ là gì? Là sướng tên 5 vị khách may mắn giành được giải ba. Đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng lá thăm với số 00020. Xin chúc mừng. Ai ạ? Xin được chúc mừng số 99. Xin lấy lại 262. Có 99 không ạ? 199 ngồi đấy. Số 262. 262 lần thứ nhất. 262 lần thứ hai. Có không? Có không? Lên thật nhanh, lên thật nhanh. Wow, chúc mừng em. Chúc mừng em ở lại đây. Tiếp theo, thưa quý vị. Giải ba tiếp theo của chúng tôi. 1, 4, 6. 1, 4, 6 lần thứ nhất. 1, 4, 6 lần thứ hai. Có không ạ? Vâng, xin chúc mừng. Ôi giời, anh đây rồi. Rồi, xin mời anh. Giải ba tiếp theo, thưa quý vị. 1, 1, 4. Xin được nhắc lại. 1, 1, 4. 1, 1, 4 lần thứ nhất. 1, 1, 4 lần thứ hai. Đây rồi, vâng, xin mời chị lên sân khấu. Đề nghị bộ phận kỹ thuật cho một đoạn thật, đoạn nhạc rung rợn mà. 385 lần thứ 3. Có rồi, vâng, xin chúc mừng chị. Mời chị lên thật ngay sân khấu và xin chúc mừng cho 5 vị khách đầu tiên giành được giải ba. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng họ, thưa quý vị. Vâng, và với 5 giải ba này xin được mời Mr. Hiển, Phó Tổng Giám đốc của công ty sẽ cùng với chúng tôi trao thưởng cho 5 giải ba. Mỗi giải là một chai rượu vang công ty Gelda trị giá 390.000 đồng. Xin chúc mừng. Around us, every nation, all around us, Và
với tất cả những gì đang diễn ra với phần 3, phần trình diễn, 3 phần giới thiệu sản phẩm rượu, chúng tôi tin chắc rằng tất cả quý vị đã và đang rất là thích thú. Và hy vọng rằng quý vị hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm rượu vang tốt nhất và ưng ý nhất cho sự khẩu vị của tất cả quý vị. Và bây giờ thì tạm chia tay với những phần trình diễn đầy ấn tượng các cô gái để xinh đẹp với các sản phẩm rượu vang. Chúng tôi mời quý vị cũng chào đón phần trình diễn cũng đặc sắc và hấp dẫn không kém. Nói như vậy vì sao? Vì ngay bây giờ mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chúng tôi. Chúng tôi đang muốn nói tới ông Nguyễn Trung Tuyến và ca sĩ Vân Oanh. Ngay bây giờ sẽ là một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Lê Minh, Đá Lạnh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, thì trước hết thay mặt cho công ty cổ phần du lịch khách sạn Hải Đăng, khách sạn Thăng Long, xin kính chúc tất cả các quý vị chúng ta có mặt tại đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây xin gửi tới quý vị một nhạc phẩm Đá Lạnh. Thuyền không lao sao thổi
chúng tôi. Giải nhất đó là một chai bia tô và một hộp da trị giá 850.000 đồng. Nhạc như thế này giúp cho chúng tôi nhớ vào mỗi buổi chiều tại các quán trà đá. Và bây giờ xin được sướng tên người may mắn nhất nhận được giải nhất của chúng tôi. Ai có số 3 ở đầu xin giơ tay. Bao nhiêu người có số 3 ở đầu giơ tay ạ? Nhiều thế này. Nào. Số 3 tiếp theo ở giữa. Ai có số 3 tiếp theo ở giữa? À, anh số bao nhiêu? Anh số bao nhiêu? Chúc mừng chủ nhân của số 338. Chúc mừng ai quá? Xin chúc mừng. Chính xác 338 thưa quý vị. Cảm ơn chị rất nhiều, chia sẻ một vài tâm trạng của mình cho các bạn. Chị đang nghĩ gì? Em rất hồi hộp phải không? Dạ cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị. Thưa quý vị, có một nhân vật đặc biệt, đó là anh Nguyễn Ngọc Ngân. Mời anh Ngọc Ngân lên đây ạ. Anh Ngọc Ngân hôm nay sẽ mua 100 triệu tiền rượu của công ty chúng tôi. Xin quý vị một tràng pháo tay cho anh Ngọc Ngân ạ. Vâng, chào anh Ngân ạ. Vâng, anh hôm nay uống rượu có ngon không ạ? Rất là ngon. Chương trình hôm nay anh thấy có hấp dẫn không ạ? Quá tuyệt. Vâng. Anh mua 100 triệu tiền rượu về để uống hay là về để bán hay là về để cho ạ? Cái thứ nhất là bản thân mình phải thưởng thức đã. Cái thứ hai là chia sẻ với tất cả anh em, bạn bè và người thân. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Xin nhiếp ảnh gia cho chúng tôi một kiểu ảnh ạ. Vâng, cảm ơn anh. Và xin quý vị ạ. Xin có lời chúc Tổng Giám Đốc Trần Trung Tuyến là luôn luôn thành đạt, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn anh. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều.